Xin chào mọi người, các bạn thân mến. Có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đó, chăm sóc da để làm gì? Vậy tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi nữa nha. Nếu mà bạn đi xin việc là hay là bạn đi chơi, đi đám tiệc, xã giao cùng bạn bè hoặc gặp gỡ với những người cùng chung nơi làm việc, chung cơ quan, hoặc bạn là người kinh doanh đang bán một món hàng nào đó, nhưng nếu nhìn ngoại hình của bạn đó, quá tiều tụy và kém sắc, kém cả sức sống, ví dụ như là mặt ngày thì da bị nổi mụn và bị thâm đen, thâm mụn, nám và tàn nhang, da thì khô, bong chóc, lão hóa, mí mắt thì thâm quầng, nhìn thấy là rất chán, thì liệu mọi người có muốn nói chuyện, có muốn ở gần bạn hay là không? Lúc này thì việc giao tiếp và cả bán hàng chắc chắn là sẽ khó khăn thành công. Từ đó bạn cũng sẽ tự ti hơn, stress về tinh thần đi xuống. Vì đa phần là mọi người sẽ thích ở gần và tiếp xúc chuyện trò với những người mà nhìn họ luôn tươi tắn, tràn đầy sức sống và thu hút hơn về ngoại hình. Thường thì đa phần phụ nữ chúng ta ở đây chắc chắn không phải là trụ cột của gia đình. Cuộc sống và tương lai của chúng ta phần nào phụ thuộc vào mấy anh hơn. Nếu cháu nào chọn được người chồng tốt, người phù hợp thì cô luôn chúc mừng. Và cháu nào có ngoại hình, có nhan sắc hơn thì chắc chắn sẽ là người có nhiều lựa chọn hơn cho mình. Đúng không các bạn? Và sau khi đã lập gia đình, có con cái thì người phụ nữ của mình xuống cấp rất là trầm trọng. Nếu không chú ý, không quan tâm chăm sóc cho mình thì bản thân mình còn tự chán mình nữa. Chứ đừng nói chi đến chồng của mình. Mặc dù phụ nữ sau khi sinh con thì trăm vấn đề cần phải lo, nhưng dù bận rộn như thế nào đi nữa thì chị em cũng nên dành chút thời gian mà chăm sóc cho bản thân của mình nhé. Sau khi mà có gia đình, có con rồi đó thì chúng ta càng phải chăm sóc da để không bị già đi trước tuổi. Chúng ta cố níu kéo tuổi thanh xuân của mình để ở lại lâu hơn với mình. Quá trình lão hóa rất là tất nhiên và sẽ đến rất nhanh trong cái giai đoạn này á. Nhưng chúng ta cũng sẽ giữ được làn da xinh tươi và trẻ trung lâu hơn nếu chị em muốn á. Chứ tôi cũng thấy nhiều chị em lo làm quá và tiết kiệm tiền quá rồi bỏ bê bản thân của mình, đến khi đi với chồng á thì nhìn cứ ngỡ là hai chị em vậy đó. Mà đây là cái vấn đề khá tế nhị, nên có thân thiết lắm thì người ta mới dám mở miệng, mới dám góp ý cho bạn mà thôi. Tình trạng và cái vẻ bên ngoài của làn da là cái yếu tố đánh giá thể chất bên trong của bạn. Có sức khỏe mạnh, có khỏe mạnh và có cái làn da tốt hay không á. Thì khi cái làn da khỏe mạnh, hệ miễn dịch được tăng cường, chúng hoạt động hiệu quả để bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn và virus á, điều chỉnh nhiệt độ giúp làn da mịn màng hơn, giữ ấm và giúp da được điều màu, giúp da đẹp hơn, trẻ hơn. Có rất nhiều nguyên nhân, kể cả bên trong lẫn bên ngoài, tác động đến sức khỏe và vẻ bề ngoài của da. Có một số nguyên nhân không thể ngăn chặn, nhưng cũng có một số khác thì có thể ngăn chặn được. Nên mọi người hãy chăm sóc da cẩn thận, đúng cách, giúp làn da của mình được khỏe mạnh và tươi trẻ lâu hơn. Rất nhiều người, chủ yếu là nam giới thì lại ngại khi mình sử dụng mỹ phẩm hay là đi spa làm đẹp vì sợ người ta nói là mình điệu đà. Còn theo tôi thì ngược lại, tôi thấy mình phải biết yêu thương bản thân của mình, biết lo cho bản thân của mình tươm tất, chỉnh chu hơn thì đâu có gì phải ngại, phải mắc cỡ. Có chăng là tôi thấy ngại là khi ngoại hình của mình quá kém, ra ngoài không bằng ai, nhìn không sạch sẽ và không có được gọn gàng kìa. Nam giới nếu được làn da đẹp thì là quá tốt rồi, nhưng nếu không có thời gian thì ít nhất cũng nên giữ cho da mặt luôn sạch sẽ, láng mịn, đều màu một chút. Mụn có thể có nhưng đừng quá nhiều. Có thể bản thân bạn tự nhìn mình mỗi ngày, nên có khuyết điểm gì thì tự mình không nhận ra. Chứ còn người khác, lâu lâu họ gặp mình, họ nhìn mình, họ lại không nghĩ như bạn nghĩ thì sao? Nên dù nam hay là nữ, dù còn trẻ hay là đã già, dù là lứa tuổi nào đi nữa thì lúc nào chúng ta cũng phải luôn chăm sóc cho sức khỏe và làn da của chúng ta nha các bạn. Vì da là một cơ quan lớn nhất trên cơ thể của chúng ta, da bao bọc toàn bộ cơ thể của chúng ta mà, thì mọi biểu hiện của làn da sẽ nói lên tất cả đó các bạn. Thân mến chào các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi, hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.